tôi là lão trung y, chuyên trị khoác lác. Nhân ngẫu bình thường được thần bí truyền thừa, lại phải nhìn thấu dị năng. Từ đó y thuật thông thiên, võ đạo siêu thần, tiếu ngạo nhân sinh. Chương một Hai tay lão nương môn thu không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thu tivi màu cũ, tủ lạnh cũ, điều hòa cũ, máy giặt cũ. Thành trung thôn thành phố An Hải, tiếng hét vang dội của người đàn ông vang lên trong ngõ nhỏ hẹp. Mỹ tử, đem ngươi phương thức liên lạc cho ta, ta tặng ngươi cái cũ tivi, như thế nào? Tần Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười vẫy tay với hắn. Còn có chuyện tốt này. Tần Phi vui vẻ. Đi qua cửa sau, chỉ thấy người phụ nữ vừa rồi đang chờ anh. Đi theo tôi. Nói xong vòng eo nhỏ nhắn của cô xoay người lên lầu. Ánh đèn nhà lầu lúc sáng lúc tối, hai người một trước một sau đi tới nữ nhân váy ngủ quá ngắn tần phi cố ý duy trì khoảng cách không dám ngẩng đầu nhìn loạn nhìn chằm chằm dưới chân cầu thang chậm rãi đi lên bỗng nhiên nữ nhân thét chói tai một tiếng nàng một cước đạp hụt cả người ngã về phía sau tần phi thấy thế vội vàng đi đón nhưng hắn xem thường nữ nhân này trọng lượng tại cường đại trùng kích lực dưới tần phi cũng bị áp đảo chỉ nghe rầm một tiếng huyệt thái dương của tần phi hung hăng đập vào bậc thang máu theo gương mặt chậm rãi chảy xuống cho đến lồng ngực ngọc bài trên cổ hắn vào giờ khắc này tản mát ra hào quang mờ mịt trong mông lung tần phi cảm giác mình đi tới một mảnh thiên địa khác một thân ảnh cao vút trong mây đứng sừng sững trên đỉnh trời cao thân thể to lớn làm người ta sinh lòng kính sợ đông một tiếng thanh âm tựa như hồng chung đại lữ từ thế giới này truyền đến nghe ở trong tai người có loại cảm giác 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 ngộ như là có thể cho người ta một loại gợi ý, một loại minh ngộ. Thanh âm rộng lớn này kích động mà lại cao vút, dư âm nhiễu nhĩ, kéo dài không dứt, giống như là thanh âm thiên địa nào đó, đánh thẳng vào lòng người, làm cho linh đài người ta thanh minh, hết thảy tạp niệm cùng cảm xúc tiêu cực tự hồ theo đó không còn chút trung động nào, tẩy rửa tâm linh, lâm vào một loại hoàn cảnh tuyệt vời. Vô hình trung đúng là làm cho người ta có một loại cảm giác linh hồn bay lên. Tần Phi vẻ mặt khó có thể tin đây, đây là âm thanh gì? Cảm giác nó trực tiếp vang lên trong đầu mình, trong nháy mắt kia, giống như là linh hồn xuất khiếu. Phản phất mở ra cảm giác của mình đối với thiên địa vạn vật, toàn bộ thế giới phản phất đều quanh quẩn ở trong năng lượng. Đây là đạo âm. Có thể tẩy rửa tâm tình người, làm cho tâm thần người ta thủ nhất, tâm không tạp niệm, do đó nhanh chóng tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Thân ảnh vĩ ngạn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía hắn, Đôi môi thật lớn mở miệng giảng đạo. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Tần Phi cảm giác thời không đều rối loạn. Thiên tuyển chi nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, chấn đến da đầu hắn tê dại. Chuẩn bị cái gì? Tần Phi có chút mơ hồ. Hiện, chỉ nghe thấy trong miệng đối phương phát ra một đạo thanh âm. Ngay sau đó đầy trời xuất hiện vô số bức tranh hư hư thực thực đang vào cùng một chỗ, giống như dòng thời gian. Trong đó có hình ảnh trị bệnh cứu người, cũng có cảnh tượng tu luyện bố trận, có luyện khí, có tu thân, thiên thiên vạn vạn, không kịp nhìn. Tụ Như là nhận được chỉ dẫn, này vô số hình ảnh tất cả đều hướng về tầng phi đầu cùng vọt đến. Tin tức huyền diệu như thế, một phàm nhân nào có thể thừa nhận. Cơ hồ là trong nháy mắt, tầng phi đã bị trùng kích mất đi ý thức. Năm trời. Đầu đau quá. Cũng không biết hôn mê bao lâu, chờ hắn tỉnh lại phát hiện mình nằm nghiêng trên cầu thang. Lắc lắc đầu, Tần Phi hồi tưởng vừa rồi tình cảnh, kinh hải phát hiện những hình ảnh kia giống như là chính mình đã từng tự mình trải qua đồng dạng, rõ ràng vô cùng. Mà bộ công pháp ngưng khí quyết làm cho mình ấn tượng sâu sắc nhất, khẩu quyết cùng động tác khắc sâu trong đầu, thật giống như bộ thể dục phát thanh thứ 8 mình học khi còn bé khó có thể quên chẳng lẽ ta chính là vị diện chi tử trong tiểu thuyết? Tần Phi thì thào tự nói, trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Ai u ai u tiếng trên đau đớn bên cạnh đem hắn kéo trở về hiện thực. Nghe kêu thảm thiết, Tần Phi quay đầu nhìn về phía nữ nhân, nữ nhân đang xoa mắt cá chân gạo khóc không ngừng, hỏi. Trẹo chân. Ô ô ô, đúng vậy. Nữ nhân bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu gật đầu. Để ta xem một chút ta đã từng làm trung y đại phu. Ngoài miệng bị ra mê sản, kỳ thực Tần Phi muốn nhân cơ hội nghiệm chứng một chút truyền thừa thật giả. Đỡ nàng nằm thẳng trên giường, chỉ thấy mắt cá chân nàng đã sưng lên như cái bánh bao, rất là dọa người. Đều do ngươi không có lương tâm, hại người bị thương. Không có việc gì, vết thương nhỏ ta có thể trị. Nói xong tay Tần Phi trực tiếp khoát lên mắt cá chân của nàng. Ai u, ngươi nhẹ một chút bị đụng vào chỗ đau thân thể mềm mại của nữ nhân nhịn không được run rẩy chịu đựng vận chuyển ngưng khí quyết tần phi chậm rãi bắt đầu phát lực một tia chân khí mắt thường không nhìn thấy đang theo bàn tay của hắn thấm vào vết thương một lát sau sưng đỏ đã tiêu đi hơn phân nửa thấy một màn như vậy tần phi trong lòng mừng rỡ tốc độ vận lực tăng nhanh giống như một vạn con kiến bò trên người cảm giác kích thích mang theo bỗng rác lan tràn trong thân thể nữ nhân, nàng kìm lòng không đậu phát ra tiếng nói mê. Quá tra tấn người, đây là trời cao phái tới trừng phạt ta đi. Nghe được thanh âm này, tần phi tâm đều sắp tô, mặt ngoài tại vận công chữa thương, trên thực tế nội tâm lại tại cùng tâm ma kịch chiến. Hai phút sau, anh thu tay lại, nói với người phụ nữ. Xong rồi, em xuống giường thử xem. Nàng hoài nghi nhìn tần phi, sau đó thử xuống đất đi hai bước, phát hiện mắt cá chân quả thật không đau. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Tiểu ý tứ. Tần Phi giọng giạc nói. Nói xong nàng tiến lên một bước, trực tiếp lấy tay ông lấy cầm Tần Phi, nói. Xoa bóp lợi hại như vậy. Theo ta vào nhà, hôm nay tỷ phải thưởng cho ngươi thật tốt. Tần Phi vóc dáng một mét tám, giờ phút này từ trên cao nhìn xuống nàng, rất nhiều da thịt trắng nõn cùng độ công giờ phút này thu hết vào đáy mắt. Vô lượng thiên tôn. Thiện tai thiện tai. Quá tra tấn người. Bất quá, ngay tại một giây sau, tần phi hai mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kim quang. Ngay sau đó hắn nhìn thấu sàn gác dưới lòng bàn chân, tự nhiên cũng nhìn thấu người trước mắt. Cứ như vậy trong nháy mắt, lỗ chân lông toàn thân tần phi phản phất mở ra. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Thấy tần phi ánh mắt nhìn chầm chầm mình nữ tử còn tưởng rằng mỹ lực của mình thành công mê hoặc tần phi liền ông lấy hắn chương không ngân châm phong huyệt bạn đang nghe tại truyện chấm audio bốn mắt nhìn nhau không khí kiều diễm tần phi cũng không nghĩ tới đối phương lại to gan như vậy nhìn đôi môi đỏ mộng của đối phương đã nhìn về phía mình tần phi trong lòng đại chấn vội vàng dãy ra ý tốt của tỷ ta xin nhận lần sau ta lại đến hiếu kính ngài nói xong hắn cầm quần áo chạy ra cửa, vậy còn chưa kịp mang liền hoảng sợ chạy ra cửa. Một đường điên cuồng chạy ra ma quật, Tần Phi đứng ở đầu ngõ thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Hồi tưởng lại vừa rồi, vừa là truyền thừa vừa là sắc dụ, Tần Phi tâm tình này giống như tàu lượng siêu tốc kích thích, một hồi lâu tâm tình mới tính bình phục lại. Đi tới một cửa hàng bán đồ vặt sát đường mua một chai coca, mới vừa vặn nắp chuẩn bị uống, bỗng nhiên phía trước có một chiếc xe tải lớn từ ngã tư đường xuyên qua mà đến đụng bay một chiếc xe con màu đen bình thường chạy trên đường. Tiếng va chạm kịch liệt giống như khai sơn phóng pháo, xe vận tải lớn gần trăm tốc độ đụng xe nhỏ trên mặt đất lăn lộn hơn 10 vòng, cuối cùng bốn vòng hướng lên trời dừng ở tầng phi hơn 5 mét. Tầng phi trợn tròn mắt, co trong tay sợ tới mức rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệt. Khoảng cách gần như vậy, nếu xe lăn thêm vài vòng nữa, anh nhất định sẽ gặp tai ương xe kính chắn gió toàn bộ vỡ nát, lấy tầng phi phương hướng nhìn lại, hắn vừa vặn có thể chứng kiến xe nhỏ tài xế mặt đầy là máu nửa treo ở vị trí lái trên. Cứu! Cứu tôi! Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, nhưng tay hắn vừa mới nâng lên, ngay sau đó liền thẳng tắp buông xuống. Một khối thủy tinh đâm vào vị trí trái tim của hắn, chết ngay tại chỗ. Tai nạn xe cộ nghiêm trọng dọa cho người đi đường chạy trốn khắp nơi, tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Lúc này Tần Phi phát hiện một huyết nhân từ trong xe chậm rãi bò ra. Có thể thương thế quá mức nghiêm trọng, mới vừa bò không được mấy cái, hắn liền quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ dãy dùa. Phía trên đỉnh đầu của hắn, bình xăng đã mục nát đang cuồn cuộn không ngừng rỉ ra xăng, nhìn thấy một màn như vậy, Tần Phi cắn răng một cái, lập tức xông lên phía trước. Ánh mắt đảo qua trong xe, ghế sau đã không còn ai, chỉ có anh và tài xế. Đem người kéo tới ven đường, Tần Phi còn chưa kịp thở dốc, bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, vừa mới lật trên mặt đất xe cộ đã xảy ra nổ tung. Chết tiệt, may mà ta động tác nhanh. Thấy một màn như vậy, Tần Phi trong lòng từng trận nghĩ mà sợ. Mang. Mang ta đi. Lúc này, thanh âm thống khổ từ trước mặt truyền đến, cúi đầu nhìn, là người hắn cứu lại nói tiếp. Người này ước chừng chừng 67 tuổi, mình đầy thương tích, rất khó tưởng tượng một lão nhân như vậy lại có thể sống sót trong vụ tai nạn xe cổ này. Sinh mệnh lực đích xác ương ngạnh. Lão gia tử, thương thế của người rất nặng, không nên di chuyển. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ xe cứu thương tới đi. Nơi này người qua lại đông đảo, Tần Phi tin tưởng khẳng định có người đã báo cảnh sát. Nhưng lúc này cánh tay hắn bỗng siết chặt, là đối phương gắt gao bắt lấy hắn, nói. Dẫn ta đi, ta cho ngươi 10 triệu. 10 triệu. Minh tệ sao? Tần Phi kinh ngạc nhìn đối phương một cái, ngồi một cổ bình thường đại chúng giết ta, lại nói muốn cầm một ngàn vạn cho mình, cái này cũng quá giả đi. Có người muốn giết ta, mau mang ta đi. Trên mặt lão gia tử lộ ra một tia cầu xin. Đi. Hôm nay ngươi sẽ không đi đâu hết. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai người mặc hắc y, thể trạng cường tráng từ không xa đi tới. Sắc mặt bọn họ lạnh lùng, trong ánh mắt không nhìn thấy một chút tình cảm nào, hờ hững giống như một thanh binh khí. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, Tần Phi thậm chí đều cảm giác chung quanh nhiệt độ trống rỗng giảm xuống. Ngươi trẻ tuổi, hôm nay cảm ơn ngươi cứu ta, bọn họ là chạy ta tới, ngươi đi mau. Hắc y nhân hiện thân, lão nhân bên cạnh Tần Phi tự biết chạy trốn vô vọng, liền đẩy Tần Phi một cái. Nhưng Tần Phi thân thể giống như là cắm rễ trên mặt đất đồng dạng, hắn không thể thúc đẩy yên tâm đi nơi này khắp nơi đều là theo dõi bọn họ không dám làm gì tần phi vỗ vỗ tay lão gia tử ý bảo hắn không cần sợ hãi ngươi bối rối lão gia tử than thở nói bọn họ là sát thủ chuyên môn tới giết ta cái gì sát thủ nghe vậy sắc mặt tần phi đột nhiên biến đổi nhìn về phía hai người ta cảnh cáo các ngươi giết người là phạm pháp các ngươi cùng nhau giết. Tần Phi còn chưa nói xong, hai hắc y nhân đã rút dao găm ra. Trong đó một thanh chủy thủ trực tiếp đâm vào ngực Tần Phi. Làm. Ban ngày ban mặt hành hung, đây là chuyện Tần Phi nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trong nháy mắt, lông tơ cả người hắn đều buộc ngược lại. Dưới tình thế cấp bách, phản ứng đầu tiên của hắn chính là bắt lấy cổ tay đối phương, ngăn cản hành hung. Răng rắc. Tần Phi cảm giác mình giống như bóp nát thứ gì đó. Ngay sau đó sát thủ trước mặt hắn ông tay liền kêu thảm lên. Cổ tay hắn biến dạng nghiêm trọng, chủy thủ cũng rơi trên mặt đất, Tần Phi trợn mắt há hốc mồm. Tay này chẳng lẽ là đậu hủ làm? Muốn chết. Một sát thủ khác thấy thế lập tức bỏ qua cơ hội giết chết mục tiêu, xoay người một đao đâm vào đầu Tần Phi. Mắt thấy chủy thủ đánh úp lại, Tần Phi phản ứng nhanh chóng, thân thể hắn một bên, tránh thoát chủy thủ đồng thời quét chân. A, à, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng đối phương phát ra, hắn trực tiếp bị quét bay ra ngoài 5-6 mét, cuối cùng đụng vào một cây dương liễu, hai mắt trở nên trắng bệt, dãy dù vài cái mới đứng lên. Xương của hắn đã gãy rất nhiều rễ. Rút lui. Tần phi biến thái khiến hai sát thủ bất ngờ, cho nên bọn họ lập tức chạy khỏi hiện trường. Cảm ơn. Một hồi nguy cơ giải trừ, lão gia tử cũng thở vào nhẹ nhõm, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi thoạt nhìn yếu ớt này lại có thân thủ khủng bố như vậy. Nhưng cũng chính bởi vì hắn thở vào nhẹ nhõm, hắn há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người thẳng tắp ngã về phía mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Này, ngươi làm sao vậy? Thấy một màn như vậy, tần phi sắc mặt khẽ biến, đoán lão gia tử có thể là thương thế bộc phát. Sự thật chính như hắn sở liệu, trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, Tần Phi phát hiện lão nhân này không chỉ có xương sườn gãy mấy cái, càng nguy hiểm chính là hắn còn có trong cơ thể xuất huyết nhiều. Nếu không cầm máu kịp thời, chỉ sợ không tới 5 phút, hắn sẽ phải chết nhà ma. Gặp được ta coi như ngươi vận khí tốt. Nếu như là trước đó, đối mặt này cảnh tượng chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chết, nhưng hiện tại bất đồng, hắn chiếm được thần bí khó lường truyền thừa. Ở tiệm thuốc bắc gần đó mua được một hộp ngân châm, Tần Phi trực tiếp bắt đầu hạ châm. Cứu người như cứu hỏa, một lát cũng không thể chậm trễ. Đầu tiên là huyệt trung rẩy, sau đó là huyệt ốc ế, huyệt thần phong. Liên tiếp bảy châm như ti chớp rơi xuống, trong tán loạn lại hô ứng lẫn nhau, mơ hồ hình thành trận thế huyền diệu nào đó. Một lát sau, lão gia tử sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, hắn trong cơ thể xuất huyết tạm thời ngừng lại. Lau mồ hôi trên trán, tần phi đáy lòng thở phào nhẹ nhõm mà lúc này tiếng còi báo động truyền đến, cảnh sát giao thông và xe cứu thương đến. sợ gặp phải phiền toái không cần thiết, tần phi thu hồi hộp ngân châm, xoay người rời đi. bất quá mới vừa đi vài bước, hắn bỗng nhiên dưới chân dẫm lên một tờ một trăm nguyên tiền lớn. nhìn xung quanh một chút, thấy chung quanh cũng không có người, hắn lập tức nhặt tiền lên vọt tới cách đó không xa một thân cây dưới. xem ra cứu người cũng không phải là cái gì chỗ tốt đều không có, này sống máu kiếm vui rạo rực đem tiền lấy ra, chính diện nhìn, đây đích thật là tiền không tệ, nhưng khi hắn đem tiền đảo ngược thời điểm, hắn lại tức giận đến chửi ầm lên. Ta đi đại gia ngươi. Chương không ba. Ý muốn lôi kéo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một giờ nữa. Bệnh viện nhân dân số một thành phố An Hải. Một cuộc thi giữa thời gian và sinh mệnh đang diễn ra, tất cả các chuyên gia ngoại khoa của bệnh viện đều tập trung trong phòng cấp cứu chỉ vì họ sắp phẫu thuật cho một nhân vật lớn chủ tịch tập đoàn Lâm thì thành phố An Hải Lâm Chính Hải giá trị con người mấy tỷ người trọng yếu như thế nhập viện bệnh viện phương diện tự nhiên đặc biệt coi trọng do viện trưởng tự mình cầm đau mấy vị phó viện trưởng trợ thủ nhưng dù vậy cuộc phẫu thuật này cũng tiến hành gần 4 giờ mới kết thúc cửa phòng cấp cứu mở ra một đám người chờ đợi đã lâu lập tức vây quanh ít nhất cũng có hai ba mươi người trong đó có người của tập đoàn lâm thị cũng có một ít thân thích của lâm gia viện trưởng tình hình của cha tôi thế nào rồi một vị tây trang nam tử lòng nóng như lửa đốt hỏi hắn là con trai của lâm chính hải đương nhiệm tổng giám đốc tập đoàn lâm thị lâm quang viễn đúng vậy chủ tịch đã khỏe chưa các quản lý cấp cao khác của tập đoàn lâm thị cũng lục tục mở miệng nhao nhao biểu đạt sự lo lắng của mình chỉ là viện trưởng không nhìn những người này mà nói với lâm quang viễn người đi theo ta ta muốn tìm hiểu một chút vâng sắc mặt trầm xuống trong lòng lâm quang viễn mơ hồ có một loại ý nghĩ không ổn đi tới văn phòng viện trưởng vừa đóng cửa lại lâm quang viễn liền đi thẳng vào vấn đề viện trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng đi tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt phụ thân gặp phải tai nạn xe cộ thương thế cực kỳ nghiêm trọng thân là nhi tử hắn cũng hiểu được bác sĩ có lúc cũng không phải vạn năng cho nên hắn đã làm tốt xấu nhất tính toán nghe vậy viện trưởng nhướng mày lập tức vỗ tráng hiểu ra lâm tổng tôi gọi anh tới cũng không phải muốn nói cho anh biết tin xấu gì tôi nghĩ chỉ sợ anh hiểu lầm rồi anh cười nói vậy ngươi để cho ta tới là vì nghe được lời của viện trưởng lâm quan viễn thập phần khó hiểu là như vậy lâm lão giải phẫu phi thường thành công tu dưỡng một thời gian ngắn thì tốt rồi cũng sẽ không lưu lại di chứng gì ta gọi ngươi tới chủ yếu là muốn hướng ngươi hỏi thăm một người người nào lâm lão tai nạn xe lúc gặp phải nghiêm trọng nội xuất huyết theo lý mà nói nghiêm trọng như vậy thương thế căn bản chống đỡ không tới bệnh viện nhưng có vị cao nhân dùng ngân châm phong bế hắn xuất huyết nhiều lúc này mới cho chúng ta thắng được quý giá cứu chữa thời gian có người này sao Lâm Quang Viễn nhíu mày. Hắn là hai giờ trước mới chạy tới bệnh viện, hắn cũng không biết tai nạn xe cổ lúc công việc cụ thể, càng không biết Tần Phi tồn tại. Như viện trưởng nói, vị cao nhân này chỉ sợ mới là ân nhân cứu mạng chân chính của phụ thân hắn. Ngươi không biết sao? Thấy vẻ mặt Lâm Quang Viễn biến hóa, nụ cười trên mặt viện trưởng cứng đờ. Tôi từ sân bay trực tiếp tới bệnh viện. Lâm Quang Viễn lắc đầu. Nghe nói như thế, trên mặt viện trưởng nhìn không được lộ ra vẻ tiếc nuối dùng phương thức ngân châm phong huyệt ngăn chặn xuất huyết nhiều loại chuyện này chưa từng nghe thấy nếu như thần y như vậy có thể nhập viện vậy tuyệt đối có thể làm cho thanh danh của bệnh viện bọn họ tăng thêm một tầng nhưng vạn sự không thể cưỡng cầu lâm quan viễn không biết nội tình hắn cũng không hỏi nhiều chỉ có thể từ bỏ viện trưởng cảm ơn mọi người đã cứu cha tôi đây là một chút tâm ý của tôi Thấy viện trưởng không nói lời nào, Lâm Quang Viễn trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu. Nào biết viện trưởng cũng không nhìn chi phiếu, nói: "Tập đoàn Lâm thì các anh mỗi năm đều quyên tặng dụng cụ chữa bệnh cho bệnh viện chúng tôi, chúng tôi làm sao thu tiền của anh, cầm về đi." "Được, đợi lát nữa tôi lấy danh nghĩa công ty quyên tặng một số dụng cụ y tế cho các anh." "Người ta không cần." Lâm Quang Viễn cũng không cố chấp, sau khi đơn giản hiểu rõ tình huống phẫu thuật của cha, ông ta đi tới phòng chăm sóc đặc biệt. Trong phòng bệnh, Lâm Chính Hải đã tỉnh lại. Mặc dù vừa trải qua một cuộc đại phẫu, nhưng tinh thần của hắn cũng không tệ lắm, đang cùng một vị cao tầng tập đoàn nói chuyện phím. Lâm Tổng Thấy Lâm Quang Viễn trở về, mọi người trong phòng đều đồng loạt kêu một tiếng. Nơi này không có chuyện gì của các ngươi, đều trở về đi. Lâm Quang Viễn phất phất tay. Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày nữa chúng tôi sẽ đến thăm ngài. Lâm Quan Viễn hạ lệnh đuổi khách, những người khác tự nhiên không lưu lại nhiều, Hàng Huyên vài câu qua đi, nhào nhào đứng dậy rời đi. Rất nhanh, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Lâm Quan Viễn cha con. Cha, là Lý gia phái người làm. Nhìn toàn thân phụ thân trên dưới đều cuốn băng gạt Lâm Quan Viễn tức giận khó nén, hận không thể vọt vào Lý gia giết hắn ba vào ba ra. Tiểu Viễn, mặc kệ Lý gia, Ngươi đi trước giúp ta tìm một người." Lâm Chính Hải thập phần nghiêm túc nói. "Tìm ai?" "Ân nhân cứu mạng của ta, nhưng là vị kia dùng ngân châm cứu ngươi người." Nghe nói như thế, Lâm Chính Hải kinh ngạc hỏi. "Ngươi đều đã biết, là viện trưởng nói cho tôi biết. Tiểu Viễn, từ nhỏ đến lớn ta đều dạy ngươi phải biết ân báo đáp, lần này chúng ta nợ người ta một ân tình lớn." Nói xong, Lâm Chính Hải đem trước đó chuyện phát sinh Đại Khái nói một lần, lúc ấy hắn tuy rằng hôn mê, nhưng hắn có thể cảm giác được là Tần Phi ra tay cứu chính mình, cái loại này hành châm lúc băng băng lành lành cảm giác hắn đến nay đều còn ký ức mới mẻ. Giống như là mặt đất khô cạn bỗng nhiên được nước mưa làm dịu, thật sự là tuyệt không thể tả. Đám hỗn đảng lý gia này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghe được phụ thân nói một phen, Lý Quang Viễn tức giận đến trên trán gân xanh bạo khởi một quyền nện vào trên tường, đây vừa là tai nạn xe cộ lại là sát thủ, quả thực không cho người ta một chút đường sống. May mắn phụ thân đụng phải tần phi, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cha, cha yên tâm, con sẽ phái người đi tìm tiểu thần y. Ý tứ của phụ thân Lâm Quang Viễn không dám ngỗ nghịch, lập tức đáp ứng. Nhưng hắn mới nói xong, Lâm Chính Hải liền lắc đầu, nói. Tiểu Viễn A, ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn người, như thế nào lại vào lúc này phạm hồ đồ đây vị tiểu thần y này không chỉ có y thuật cao siêu theo ta quan sát hắn võ đạo thượng chỉ sợ cũng có không thấp trình độ loại người này lâm gia chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đi lôi kéo nhớ kỹ nhất định là không tiếc bất cứ giá nào còn là một cao thủ võ đạo nghe nói như thế lâm quan viễn đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lộ ra vẻ kinh hãi phụ thân liền từng ngâm dâm qua võ đạo, thể chất khác với thường nhân, mà chính hắn cũng luyện qua, cho nên hắn biết rõ một cái võ đạo cao thủ lực uy hiếp đến cùng lớn bao nhiêu. Có thể nói như vậy, nếu như lâm gia bọn họ có một cao thủ võ đạo tòa trấn, cho một trăm lá gan, lý gia cũng không dám làm động tác nhỏ đến đối phó bọn họ. Bởi vì một cao thủ võ đạo có thể dễ dàng phá hủy gia tộc như lý gia. Cha, con hiểu rồi, cha nghỉ ngơi cho tốt, con tự mình dẫn đội đi tìm người. Lời nói của phụ thân giống như một liều thuốc trợ tim rót vào trong lòng của hắn, đồng thời hắn cũng sinh ra tò mò mãnh liệt đối với vị tiểu thần y chưa từng gặp mặt này. Nhớ kỹ, nhất định phải mang theo thành ý của lâm gia chúng ta. Lâm chính hải sợ nhi tử lỗ mãn, không thể không dặn dò một câu. Vâng. Chương 04 Chia tay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio cứ một người đối với Tần Phi mà nói cũng không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng nhặt tiền lại để cho hắn trong lòng chán ghét đến hoảng, bởi vì kia căn bản cũng không phải là một trương tiền thật, mà là một cái mặt sau in ấn tiểu quảng cáo bại lộ ảnh tuyên truyền. Trong lòng đem ném tiền người mắng 180 lần, sau đó hắn mới đem xe ba bánh bên trong rách nát kéo đi thu hồi trạm xử lý. Dù sao đây cũng là hắn tiêu phí vàng thật bạc trắng thu được, không thể lãng phí. Hơn nữa được truyền thừa, hắn cũng không muốn dựa vào thu hoạch phế liệu để duy trì cuộc sống, cho nên hắn dứt khoát bán cả xe ba bánh. Nhưng giá bán xe ba bánh thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chết tiệt, cậu gian thương, xe ba bánh bán cho ta thời điểm muốn 200, thu hồi giá dĩ nhiên mới 20. Một bên đi ra thu hồi trạm, một bên Tần Phi còn đang ân cần thăm hỏi lão bản người nhà. Lúc trước vì thuận tiện đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu dọn đồng nát, hắn ở trạm thu hồi bỏ ra một số tiền lớn đào tới một chiếc xe ba bánh không biết là mấy tay, nhưng lúc này mới cưỡi chưa tới một tháng, dĩ nhiên đã giảm giá trị nhiều như vậy. Ông chủ này sinh con trai khẳng định không có mắc tê. Sau khi hung tợn mắng một trận, đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên. Lấy ra vừa nhìn, nhất thời Tần Phi vẻ mặt vui vẻ, bởi vì điện thoại là bạn gái của hắn Chu Lệ gọi tới. Tần Phi, bây giờ anh có rảnh không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Julie. Có. Vậy anh có thể đến trung tâm thương mại vạn tính một chuyến không? Bạn gái thanh âm có chút mất tự nhiên, nhưng cao hứng bên trong tầng phi cũng không có nghe ra cái gì, bởi vì hai người bọn họ đã nhanh có một tháng không có gặp mặt. Được, tôi lập tức tới đây. Nói xong. Tần Phi lập tức chặn một chiếc taxi ở ven đường. Chu Lệ Lệ là bạn gái năm ba đại học của anh, là hoa khôi trong lớp ở trong trường học cũng có danh tiếng nhất định dáng người lung linh da trắng xinh đẹp quan trọng là cô ấy không quan tâm đến gia thế của mình sau khi ở cùng một chỗ với nàng lòng hư vinh của tần phi một lần chiếm được thỏa mãn cực lớn chỉ tiếc sau khi tốt nghiệp hai người vào công ty khác nhau liên lạc dần dần cũng ít đi nhưng tần phi trong lòng cũng không có buông tha bạn gái hắn muốn thông qua chính mình cần cù cho nàng cuộc sống tốt hơn hắn thậm chí chuẩn bị qua một đoạn thời gian liền hướng nàng cầu hôn, đi vào lễ đường hôn nhân. Một đường mang theo kích động tâm, Tần Phi chạy tới mục tiêu. Mới vừa xuống xe cách thật xa Tần Phi liền thấy được chu lệ lệ, một thân trang phục lộ vai thuần trắng bên người, cộng thêm một cái quần dinh bó sát người, đem dáng người có lồi có lõm hoàn mỹ hiện ra. Đám nam nhân gia súc đi ngang qua nhau nhào, nhào ném đi ánh mắt kinh diễm. Lily, anh ở đây. Tần Phi đối với Chu Lệ hưng phấn vẫy vẫy tay. Nhưng Chu Lệ lệ chỉ miễn cưỡng cười, lập tức cúi đầu. Lệ lệ, có phải tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt không? Ta thấy sắc mặt ngươi có chút kém. Tần Phi Phi tiến lên, vẻ mặt quan tâm hỏi. Không. Không. Cúi đầu, Chu Lệ lệ có chút không dám cùng Tần Phi đối diện, mà trùng hợp vào lúc này, một nam tử Âu phục dày da, chải cái lưng to cách đó không xa đi lên. Trong tay hắn bưng hai ly cà phê Starbucks, thấy Tần Phi cùng Chu Lệ Lệ đứng cùng một chỗ, lông mày của hắn khẽ nhíu. "Lily, đây là bạn cô ạ, à, anh ta hỏi." "Anh ấy là bạn đại học của tôi." Lúc nói chuyện, sắc mặt Julie có chút mất tự nhiên. "À, vừa là bạn học của cậu, đó cũng là bạn của Trình Tử Phi tôi." Nói xong Trình Tử Phi đưa một ly cà phê cho Chu Lệ Lệ, lập tức vươn tay về phía Tần Phi. "Xin chào." Tôi là Trình Tử Phi, hiện là chủ quản hậu cần của tập đoàn Lâm thị. Đồng thời cũng là bạn trai của Lệ Lệ. Trình Tử Phi chủ động tự giới thiệu. Bạn trai? Bạn trai? Nghe nói như thế, Tần Phi đang chuẩn bị bắt tay Trình Tử Phi trong đầu lập tức liền bối rối, sắc mặt trắng bệch. Lệ Lệ, đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Phi đem ánh mắt phóng tới Chu Lệ Lệ trên người. Hy vọng nàng có thể cho mình một lời giải thích. Lệ Lệ, hai người không phải là bạn bè bình thường sao? Trình Tử Phi tự hồ cũng đã nhận ra cái gì, bắt đầu chất vấn Chu Lệ Lệ. Ông xã, anh ấy chính là bạn trai cũ lúc trước em từng nhắc tới với anh. Nói xong Chu Lệ Lệ chủ động kéo tay phải Trình Tử Phi. Bạn trai cũ? Những lời này giống như là một cái trọng chù y hung hăng gõ ở tầng phi trên trái tim để cho hắn cướp bộ đạp 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 lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Anh không thể tin rằng đó là từ miệng Julie. Thì ra hắn chính là tên nghèo đinh đương hưởng kia, còn mưu toan có được ngươi a? À. Nghe được lời của Chu Lệ Lệ, thần sắc Trình Tử Phi cũng không còn hữu hảo như vừa rồi, ngược lại lộ ra một tia trêu tức. Hắn không chỉ một lần nghe Chu Lệ nói qua Tần Phi, mười phần liếm chó một cái a, à. cùng một chỗ hai ba năm lại ngay cả nắm tay cũng chưa từng qua cái này tính cái gì bạn trai cũ theo tôi thấy ngay cả bạn bè bình thường cũng không tính nói xong trình tử phi cúi đầu ở bên tai tần phi cố ý khoe khoang nói ta vụng trộm nói cho ngươi biết lệ lệ công phu rất lợi hại hầu hạ ta không cần không cần đáng tiếc a à, ngươi là không có cơ hội thưởng thức cậu nam nữ nghe nói như thế gân xanh trên trán tần phi nổi lên hận không thể một quyền nện vào cái miệng thối của trình tử phi ha ha thật sự là một kẻ hèn mọn đáng thương à nhìn thấy bộ dáng tần phi trình tử phi làm càng phá lên cười julie anh hy vọng hôm nay em có thể cho anh một lời giải thích không để ý tới trình tử phi trong lòng tần phi vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng nhưng những lời tiếp theo của julie đã phá vỡ tất cả của anh tần phi ta hôm nay gọi ngươi lại đây chính là muốn giáp mặt cùng ngươi nói chia tay, chúng ta không thích hợp, cùng một chỗ sẽ không có tương lai. Hít sâu một hơi, Du Ly ngẩng đầu lên, chuyện đã đến nước này, nàng cũng không có gì phải giấu giếm. Ha ha! Nghe nói như thế, Tần Phi trong cười thảm mang theo lãnh ý, sờ sờ lương tâm của mình, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ta sao? Lúc đi học, em nói em muốn mua mỹ phẩm, là anh tiết kiệm tiền cơm lén đưa cho em, vì thế anh ăn mì ăn liền, thiếu chút nữa vào bệnh viện. Sau khi tốt nghiệp, em muốn đến tập đoàn Lâm thì phỏng vấn, anh cũng đem cơ hội tặng cho em, nhưng em thì sao, sau lưng anh câu ba câu bốn. Người thay đổi, thay đổi đến ta cũng không nhận ra. Tần Phi Phi nói càng kích động, dẫn tới không ít người vây xem chỉ rõ. Cô gái này nhìn rất xinh đẹp, không ngờ lại cắm sừng bạn trai mình. Theo ta thấy, loại này thủy tính dương hoa nữ nhân cùng những kiên ngồi đại có cái gì khác nhau? đúng vậy, không có một bộ da tốt, làm cũng không phải nhân sự. Tiếng nhục mạ của người chung quanh làm cho chu lệ xấu hổ không chịu nổi, nhưng nhìn Tần Phi nói càng hăng say, lửa giận trong lòng nàng cũng bị kích thích. Đủ rồi. Nàng hét lớn một tiếng cắt đứt lời Tần Phi. Những năm gần đây, mỗi lần sinh nhật anh, em ngay cả một món quà cũng không tặng được, đều nói lần sau sẽ bổ sung cho anh, nhưng em đã bổ sung chưa? trên đời này có người phụ nữ nào không muốn theo đuổi cuộc sống vật chất tốt hơn? Loại này ăn bữa trước không có bữa sau sinh hoạt ta đã chịu đủ rồi, ngươi cái này xú điểu ti căn bản là không xứng với ta. Chu lệ chanh chua để tần phi hai mắt trừng đến lão đại, khó có thể tưởng tượng từ trong miệng nạn có thể nghe được những lời này. Giờ khắc này cả người hắn lạnh lẽo. Nhưng một lát sau tần phi liền khôi phục bình thường, bởi vì người ta cũng đã không coi mình ra gì, hắn cần gì phải tiếp tục hãm sâu trong đó chơi nghèo yêu giàu đều có thể cho ngươi nói như vậy tươi mát thoát tục Julie, ngươi hôm nay thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt a à. trước kia là ta quá ngây thơ nhìn lầm ngươi không cần ngươi tới cùng ta chia tay từ hôm nay trở đi ngươi đi ngươi dương quan đạo ta qua của ta cầu độc môn giữa ta và ngươi không còn bất kỳ liên quan thanh âm tần phi âm vang hữu lực không hề có bộ dáng thống khổ khi chia tay hắn vốn cũng đã nghĩ kỹ muốn đem chuyện xảy ra trên người mình hôm nay nói cho nàng biết nhưng bây giờ xem ra không dùng được thời kỳ thung lũng ngươi không ở đây thời khắc đỉnh cao ngươi là ai sớm nhìn rõ diện mạo thật của nữ nhân này cũng tốt chương không năm vai quần chúng bạn đang nghe tại truyện chấm audio ha 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 bản lĩnh không lớn khẩu khí cũng không nhỏ không biết còn tưởng anh là tỷ phú gì chứ Lúc này Trình Tử Phi cười lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy hắn lấy tay sách một cái Tần Phi mặc áo sơ mi mỏng manh, nói Nhìn ngươi cái này mặt mũi đầy chua xót cái này quần áo rách sợ là không được 50 khối A. Coi như chỉ cần một khối tiền, đó cũng là ta bằng chính mình vất vả lao động có được đấy, liên quan rắm gì tới ngươi. Tần Phi một cái tác đánh rớt móng vuốt chó của Trình Tử Phi, lạnh lùng nói Đối với người này Tần Phi không có khả năng có sắc mặt tốt bởi vì ngay từ đầu hắn trong ánh mắt cái kia một mạc khinh miệt chi sắc vẫn tồn tại. Hừ, chính mình đều sống thành cái này bức dạng, còn vọng tưởng có bạn gái, chiếu ta nói, người nghèo nên có người nghèo giác ngộ, nữ nhân là người có thể chạm vào đồ vật sao? Không cần phải ở chỗ ta tìm cảm giác ưu việt, ngươi lợi hại như vậy, không phải là giống nhau nhặt giày rách của ta. Chết tiệt, miệng sạch sẽ một chút. Nghe nói như thế, sắc mặt trình tử phi lập tức âm trầm hẳn lên. Tần Phi, chia tay thì chia tay, cậu nói chuyện không khỏi quá độc đi. Julie cũng nhìn không nổi nữa, nói một câu. Đọc sao? Tần Phi không cho là đúng. So với ngươi vừa mới đối với ta tạo thành thương tổn, ta cảm thấy cái này ngay cả một phần ngàn đều không tính, có bạn trai còn đi ra ngoài thông đồng nam nhân khác, đặt ở cổ đại, ngươi khẳng định khó thoát ngâm trong lòng heo vận mệnh. Ngươi! chu lệ lệ cũng trăm triệu lần không nghĩ tới tần phi miệng ác độc như vậy trong lúc nhất thời nghẹn lời thoạt nhìn đặc biệt ủy khuất lệ lệ không đáng cùng hắn tức giận một tên rác rưởi chỉ biết khoe khoang miệng lưỡi mà thôi trình tử phi đem trình lệ lệ ôm vào trong ngực trước mặt tần phi còn cố ý ở trên người chu lệ lệ hung hăng bóp một cái bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy túi sách trên người chu lệ lệ hắn bỗng nhiên có một loại ý nghĩ mới hắn cố ý túng một cái chu lệ lệ lưng túi sách, nói. Nhìn xem cái này chế nộ túi sách, mua thành năm vạn khối, cái nào đó tiểu tử nghèo sợ là một năm không ăn không uống cũng mua không nổi a à? Ngươi xác định là năm vạn mà không phải năm trăm. Trong ánh mắt kim quan chợt lóe rồi biến mất, tần phi tự tiếu phi tiếu hỏi. Hắn đã dùng thấu thị nhìn lướt qua bên trong túi sách, từ bên ngoài quan sát, túi sách chế nộ này đích xác chế tác hoàng mỹ, nhưng ở trong một cái hai tầng bên trong lại đánh dấu rõ ràng sản xuất từ bản thổ. Thứ này thường gọi là hàng A. Anh nói lời này có ý gì? Trình Tử Phi trầm mặt hỏi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe hiểu được. Lão tử lương một năm trăm ngàn, ta có cần thiết cầm cái hàng giả đến lừa gạt bạn gái mình sao? Trình Tử Phi cố ý nâng cao giọng nói của mình nhưng vừa vặn là hắn loại này gần như bịt tai trộm chung phương thức làm cho chu lệ lệ cũng hoài nghi nhìn hắn một cái bất quá vừa nghĩ tới tần phi ngay tại trước mắt nàng vẫn là một tay ông lấy trình tử phi cánh tay ngọt ngào nói ân ta tin tưởng ngươi thật sự là một đôi gian phu dâm phụ đã chia tay chu lệ lệ cũng không có gì đáng giá tần phi lưu luyến cho nên hắn xoay người muốn đi nhưng lúc này trình tử phi lại chắn ở trước mặt hắn nói cho ngươi đi chưa? Ngươi muốn thế nào? Tần Phi nhìn thẳng Trình Tử Phi, sự kiên nhẫn của hắn đã bị mài mòn hết. Nghe nói nửa năm trước lệ lệ đưa cho ngươi một bộ giá trị hơn 5.000 trí năng điện thoại di động, đây chính là nàng ăn mặc tiết kiệm mấy tháng mới tiết kiệm được, hiện tại muốn chia tay, ngươi có phải hay không đem khoản tiền này ra một chút? Julie, đây cũng là ý của em. Tần Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu lệ lệ. Chu lệ lệ không nói gì, lúc này trầm mặt tức là cam chịu. Ba năm qua, ta tại trên người nàng tiêu phí sớm hơn vạn, ngươi cứng rắn muốn như vậy tính sổ, ngươi có phải hay không đổ cho ta năm ngàn? Nam nhân cho nữ nhân tiêu tiền thiên kinh địa nghĩa, ta xem ngươi là lấy không ra này năm ngàn, cho nên mới cưỡng từ đoạt lý đi. Tần Phi dám nói hắn mua hàng giả, hắn tự nhiên cũng muốn Tần Phi không xuống đài được. Hắn đoán chắc Tần Phi không lấy ra được tiền. Như thế nào? không có tiền à. Vậy ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta ba cái, tiền này ta giúp ngươi trả, thế nào? Thấy Tần Phi không nói lời nào, Trình Tử Phi càng hăng hái. Xin hỏi, ngài là tiểu thần y sao? Đúng lúc này, mấy người mặc âu phục đi tới, người cầm đầu chính là Lâm Quang Viễn. Không thể không nói bọn họ những phú hào đỉnh cấp này tìm hiểu tin tức đích xác có một tay, lúc tới hắn đã cho người ta lấy được video theo dõi tai nạn xe cộ lúc ấy cũng nhanh chóng vận dụng thủ đoạn tìm được Tần Phi chỗ ở. Ngươi là? Nhìn đối phương, Tần Phi tìm tội một chút ký ức, hắn phát hiện mình cũng không nhận ra đối phương. Tự giới thiệu một chút, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, tên tôi là. Ha ha ha. Lâm Quang Viễn vừa định giới thiệu tên của mình, bỗng nhiên một tiếng cười ha ha mạnh mẽ cắt ngang lời hắn, là Trình Tử Phi. Tần Phi, ngươi muốn cười chết ta sao? vì cái gọi là thể diện anh lại đặc biệt đi mời một đám diễn viên lâm quan viễn quyền cao chức trọng quanh năm ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn cộng thêm trình tử phi mới vào công ty không lâu hắn căn bản chưa từng gặp qua lâm quan viễn đương nhiên hắn càng nguyện ý tin tưởng lấy tần phi thân phận làm sao có thể nhận thức lâm thị tập đoàn tổng giám đốc tám gậy cũng không bắn được cùng nhau đây nhất định là diễn trò không thể nghi ngờ một bên Chu Lệ Lệ cũng thất vọng lắc đầu, hắn không nghĩ tới Tần Phi lại có thể làm ra loại chuyện này. Các ngươi là ai? Nói chuyện bị người cắt đứt, Lâm Quang Viễn nhíu mày. Ta là ai còn không tới phiên ngươi cái diễn đàn hỏi đến, vừa rồi ngươi nói mình là Lâm Thị tập đoàn tổng giám đốc, ta liền nhậm chức tại Lâm Thị tập đoàn, ta như thế nào chưa từng thấy qua ngươi? Ta cũng chưa từng gặp qua ngươi." Lâm Quang Viễn nói. "Ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua ta." ngươi cái hàng nhái giả ngươi nếu là lâm thị tập đoàn tổng giám đốc ta còn nói ta là lâm thị tập đoàn chủ tịch đâu vô liêm sĩ nghe nói như thế hai bảo tiêu phía sau lâm quan viễn giận không kềm được muốn động thủ nhưng lúc này lâm quan viễn lại giơ tay ngăn cản bọn họ hắn ngược lại muốn nhìn xem chương trình này có thể chơi ra hoa gì ngươi trẻ tuổi có câu nói kêu họa từ miệng mà ra không biết ngươi nghe nói qua chưa Lâm Quan Viễn nhìn Trình Tử Phi, bình tĩnh hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi uy hiếp ta, ta sợ ngươi sao? Nói đi, Tần Phi rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền mời các ngươi tới đây diễn trò? Trình Tử Phi hai tay ông ngực, cười nhạo nói. Con số này. Lâm Quan Viễn vương ra một ngón tay. Một trăm đồng. Ngươi cũng quá coi thường phí ra sân của Lâm Mổ Nhân, Tần Phi tiên sinh tốn 10 triệu mời ta tới diễn kịch. Nghe nói như thế, trang diện lập tức liền dừng lại. Một lát sau, Trình Tử Phi lúc này mới ôm bụng cười ha ha. Đây quả thực là chuyện cười buồn cười nhất tôi từng nghe trong năm nay. Tên họ tầng này ngay cả năm ngàn cũng không lấy ra được, anh lại nói hắn lấy 10 triệu mời anh tới diễn kịch. Nói xong Trình Tử Phi sắc mặt chợt lạnh, chăm chọc nói. Cũng không đái dầm soi gương, ngươi giá trị 10 triệu sao? Làm càng thấy tổng giám đốc bị người như vậy vũ nhục, Lâm quan viễn bên người một cái bảo tiêu nhịn không được, trực tiếp đi về phía trước một bước. Một cổ khí tức lạnh như băng từ hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cả kinh trình tử phi thân thể đều run rẩy. Nhưng hắn cũng không phải bị dọa lớn, đặc biệt là Chu Lệ Lệ còn ở một bên, hắn càng không muốn lui về phía sau một bước. Ta cảnh cáo ngươi, ta là Lâm thị tập đoàn hậu cần bộ chủ quản, ngươi nếu dám đánh ta một cái ta cho ngươi chịu không nổi. Tin hay không? Hai mắt hắn trừng mắt nhìn vệ sĩ của Lâm Quan Viễn, bộ dáng thoạt nhìn so với đối phương còn hung dữ hơn. Thì ra chỉ là một chủ quản. Lúc này Lâm Quan Viễn nói chuyện, chỉ thấy hắn lấy điện thoại di động của mình ra, nhanh chóng gọi một cú điện thoại ra ngoài. Một lát sau, hắn cúp điện thoại nói với Trình Tử Phi. Từ giờ trở đi, ngươi bị Lâm Thị tập đoàn đuổi việc. Diễn, cậu diễn tiếp đi vừa rồi điện thoại trình tử phi cũng nghe được đơn giản chính là khai trừ hắn nhưng cái này cũng muốn hắn tin tưởng mới được a à. giờ khắc này hắn thậm chí cũng có chút bội phục những diễn viên này đích thật là chuyên nghiệp a à. tử phi người ở đây làm gì đúng lúc này cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm người nói chuyện là một mập mạp bụng phệ nhìn thấy người tới sắc mặt trình tử phi vui vẻ bởi vì người tới dĩ nhiên là cậu ruột của hắn đồng thời cũng là quản lý bộ phận hậu cần của tập đoàn Lâm Thị. Hắn sở dĩ có thể vào tập đoàn Lâm Thị làm chủ quản, hoàn toàn dựa vào đối phương dìu dắt. Cậu, cậu mau tới, nơi này có một người giả mạo tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Hắn hưng phấn hướng về phía cửu cửu vẫy vẫy tay. Chương 06 Tự gây nghiệt thì không thể sống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cái gì? ai có con chó lớn như vậy dám mạo danh người của công ty chúng ta nhìn thấy người gọi mình là trình tử phi đinh kim mới tức giận đùng đùng đi tới ngươi xong rồi nhìn thoáng qua lâm quan viễn trình tử phi quát lạnh đến tột cùng là ai xong rồi bây giờ còn không biết đây nhìn thấy người tới trên mặt lâm quan viễn lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường hắn không biết trình tử phi đó là bởi vì hắn cấp bậc quá thấp đang tờ kim mới không giống làm công ty hậu cần bộ quản lý lâm quang viễn tự nhiên gặp qua tương tự đinh kim tài cũng biết tổng giám đốc công ty mình vốn hắn nổi giận đùng đùng đi tới nhưng khi hắn nhìn thấy lâm quang viễn bên cạnh tần phi tức giận trên mặt hắn trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một nụ cười nịnh nọt một đường chạy chậm tới lâm tổng thật trùng hợp có thể gặp ngài ở đây đinh kim mới không lưng cung kính nói cái gì Nghe nói như thế, Trình Tử Phi đang cười lạnh như bị sét đánh. Cậu, có phải cậu nhận lầm người rồi không? Anh ta là người khác mời tới diễn đàn, không phải Lâm Tổng thật. Trình Tử Phi không thể tin được tất cả là thật, vội vàng kêu lên với cậu. Nào biết sau khi nghe được lời của hắn, Đinh Kim mới bữa đầu che mặt liền mắng lại. Thả mẹ mày chó má, Lâm Tổng ta làm sao có thể nhận lầm, ngươi cho rằng ta mắc mù sao? Nói xong, điện thoại Đinh Kim Tài cầm trong tay bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện điện thoại xong, Đinh Kim mới đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Quang Viễn, sau đó mới nhìn về phía Trình Tử Phi, nói. Bộ phận nhân sự công ty gọi điện thoại tới, cậu đã bị đuổi việc rồi. Không. Không có khả năng. Bước chân đạp 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 lui về phía sau mấy bước, Trình Tử Phi cảm giác hai chân đều mềm nhũng. Nếu như không phải Julie đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã ngồi phịch xuống đất thấy một màn như vậy, Đinh Kim Tài tự hồ cũng hiểu được cái gì, vội vàng dùng ánh mắt giết người nhìn Trình Tử Phi, quát. Nói, ngươi có phải đắc tội Lâm Tổng hay không? Sao anh ta lại đắc tội với tôi, tôi nói tôi là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, anh ta không tin, còn nhất định phải nói nếu tôi là tổng giám đốc, anh ta chính là chủ tịch. Lúc này Lâm Quang Viễn không mặn không nhạt nói một câu. Cái gì? Nghe nói như thế, Đinh Kim Tài sắc mặt đại biến, cước bộ lão đảo một chút, cũng thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Chủ tịch là cha ruột của Lâm Quang Viễn, trình tử phi điên rồi sao? Đồ chó, có năng lực đúng không? Hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi. Vén tay áo lên, Đinh Kim mới tác một cái vào mặt trình tử phi, ngay sau đó lại đạp hắn một cước. Nhưng như vậy hắn vẫn cảm thấy không hết hận, trực tiếp gia tăng quyền cước. Ngươi muốn chết cũng không sao, nhưng ngươi đừng mang theo ta hắn hiện tại vô cùng hối hận chọn thời gian này đi dạo trung tâm thương mại. Không cần ở trước mặt ta diễn cái gì khổ nhục khí, người này phẩm hạnh có vấn đề, nếu như ta đoán không sai, người là người thu vào công ty đi. Vâng. Trước mặt Lâm Quang Viễn, Đinh Kim mới không dám nói dối, gật gật đầu. Như vậy, sau khi trở về cậu tự mình xin công ty giảm một nửa lương một năm, xem như trừng phạt, không thành vấn đề chứ. Không có. Nghe nói như thế, lòng đinh kim mới rỉ máu nhưng hắn không dám biểu lộ ra lương một năm giảm một nửa có nghĩa là năm nay anh ta phải kiếm ít hơn gần một triệu một trăm vạn a à, bao nhiêu người mười năm cũng không kiếm được nhiều như vậy nghĩ tới đây hắn trực tiếp dùng ánh mắt tập trung vào trình tử phi nhào tới đánh đã sớm nói cho ngươi không nên lấy thành kiến nhìn người hôm nay cho ta đâm ra lớn như vậy sọc, so, ta giết chết ngươi nhìn ra được đinh kim mới thật sự là hạ tử thủ từng quyền đến thịt đánh cho trịnh tử phi kêu thảm không ngừng mũi đều chảy máu a à, đừng đánh nữa tôi không dám nữa trịnh tử phi không ngừng cầu xin tha thứ nhưng hắn càng cầu xin tha thứ đinh kim mới xuống tay lại càng tàn nhẫn chu lệ lệ bên cạnh sợ tới mức cũng không dám đi lên khuyên nhìn thấy tất cả tận phi lắc đầu bởi vì cái gọi là trời làm bậy càng có thể làm tự làm bậy không thể sống. Trình Tử Phi đây là tự tìm, không đáng để thương hại. Tiểu thần y, cảm ơn ngài đã cứu phụ thân ta, hôm nay ta đặc biệt tới đây cảm tạ ngài. Lúc này Lâm Quang viễn đi tới trước mặt Tần Phi, cung kính nói: "Phụ thân ngươi, ông cụ hôm nay gặp tai nạn xe." Nghe nói như thế, Tần Phi lộ ra vẻ nghi hoặc. "Đúng vậy, chính là bởi vì y thuật thần kỳ của ngài." phụ thân ta đã chuyển nguy thành an. Nói xong hắn từ trong túi của mình lấy ra một tờ chi phiếu, cùng với một tờ thẻ màu đen. Tiểu thần y, nơi này có một ngàn vạn chi phiếu, cộng thêm một tấm thẻ khách quý chí tôn của tập đoàn Lâm Thị, xin ngài nhất định nhận lấy. Không được, cái này nhiều lắm. Lâm Quang Viễn đã được xác nhận là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, cho nên Tần Phi không chút hoài nghi tính chân thực của chi phiếu này. Cứu lão gia tử thời điểm, hắn nói có thể cho mình một ngàn vạn lúc ấy tần phi không tin nhưng hiện giờ hắn không tin cũng không được tiểu thần y mạng là vô giá chút tiền ấy đối với ta mà nói cũng chỉ là tiền tiêu vặt ngươi cứ an tâm nhận đi nói xong hắn mạnh mẽ đem chi phiếu cùng thẻ nhét vào trong tay tần phi như vậy sao nghe lâm quan viễn nói như vậy tần phi vừa mới chuẩn bị cự tuyệt liền chần chờ là một người xuất thân từ một gia đình bình thường mà nói 10 triệu không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn nghĩ cũng không dám nghĩ. Người nghèo đều đã mơ một đêm phất nhanh mộng, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên suy nghĩ một chút, hắn đem hai thứ đồ vật nhận lấy. Bằng vào thẻ khách quý chí tôn của tập đoàn Lâm thị, bất kỳ sản nghiệp hoặc sản phẩm nào của công ty chúng tôi, ngài đều có thể hưởng thụ ưu đãi chiết khấu 50% không giới hạn. Cửa hàng trước mắt trùng hợp là một trong những sản nghiệp trụ cột của tập đoàn Lâm thị chúng ta vậy thì đa tạ nghe lâm quan viễn nói như vậy tần phi cảm thấy phân lượng của thẻ này còn nặng hơn cả một ngàn vạn thấy một màn như vậy chu lệ lệ ở một bên trận tròn mắt vừa mới đem tần phi một cước đá văn nhưng trong nháy mắt người ta liền phát đại tại thành thổ hào mười triệu a đổi thành tiền mặt cũng có thể đem người ta đập chết tươi quả thực nhất phi trùng thiên a Đinh Kim đang đánh trình tử phi mới thấy Lâm Quang Viễn đưa thẻ khách quý cao cấp nhất trong tập đoàn ra, bệnh mắt đỏ của hắn sắp tái phát. Phải biết rằng phóng tầm mắt toàn bộ An Hải thị, có thể lấy được thẻ này người tuyệt sẽ không vượt qua một cái tác số. Bằng tấm thẻ này, có thể dễ dàng chen chân vào xã hội thượng tầng của thành phố An Hải. Tiểu thần y, ngài xem có thể lưu lại cho ta một phương thức liên lạc hay không? Lúc tần phi sững sờ, Lâm Quang Viễn vội vàng nói ra mục đích của mình. Được. Người ta đều hào phóng như vậy, Tần Phi cũng thập phần dứt khoát cho dãy số. Lấy được số điện thoại Tần Phi viết tay, Lâm Quan Viễn như nhặt được chí bảo, cẩn thận thu lại. Tiểu thần y, chờ cha tôi xuất viện, hy vọng ngài có thể đến nhà tôi làm khách. Hắn chân thành mời. Không thành vấn đề, có rảnh ta nhất định đi. Cha tôi còn đang ở bệnh viện, tôi đi trước một bước. Nói xong, Lâm Quan Viễn dẫn người nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại. Chờ hắn rời đi, Tần Phi cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng lúc này Julie bỗng nhiên đi lên, chặn đường đi. Chỉ thấy nàng sắc mặt ửng đỏ, tay càng là theo bản năng bắt được gốc áo, nói. Tiểu Phi, ta biết trong lòng ngươi còn có ta, ta hối hận, ta muốn một lần nữa cùng ngươi cùng một chỗ, được không? Ngươi nói có được hay không? Tần Phi cười lạnh nghe nói như thế chu lệ lệ nóng nảy vội vàng nói lúc trước tôi cũng bị tên tiểu nhân trình tử phi này che mắt là hắn lừa gạt tôi nói muốn kết hôn với tôi cũng mua nhà cho tôi cũng không nghĩ tới hắn ngay cả một cái túi thật cũng không muốn tặng tôi xin em cho anh một cơ hội để thay đổi sau này anh nhất định toàn tâm toàn ý đối xử với em được không chu lệ lệ đem tư thái của mình thả xuống rất thấp cũng có thể nói tần phi chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ có một mặt như vậy thật sự là đổi mới nhận thức. Chỉ tiếc ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, hiện tại tần phi ngoài trừ cười lạnh chính là đối với nữ nhân này lòng tràn đầy chán ghét. Da mặt thật sự là quá dày. Có thể so sánh với đế dày. Ta là người nghèo, hầu hạ không nổi nữ nhân mắt cao như ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần ở trước mặt ta ra vẻ. Thật là ghê tởm. Nói xong tần phi xoay người rời đi, căn bản không cho chu lệ có cơ hội mở miệng nữa. Nhìn bóng lưng Tần Phi, Chu Lệ tuyệt vọng. Rõ ràng cơ hội một bước lên trời đang ở ngay trước mắt, nhưng nàng lại âm kém dương sai bỏ qua. Nghĩ đến đây, nước mắt của nàng rốt cuộc không ngừng được, ngồi sổng xuống khóc trống lên. Khóc mẹ nó, đều tại anh, làm hại tôi mất việc, tôi đánh chết anh. Một bên, Đinh Kim mới thấy người đều đã đi hết, cũng định chỉ đánh Trình Tử Phi. Dù sao hắn cũng không thể chính thức đánh chết cháu trai của mình nhưng chưa từng nghĩ hắn vừa mới dừng tay, trình tử phi dưới thân hắn, vèo một cái liền vọt tới trước mặt chu lệ lệ, một cái tác vung lên. Chương 7 Lục tuyết tình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trước cửa một ngân hàng nào đó ở thành phố An Hải Nhìn trên điện thoại di động kia thật dài một chuỗi tin nhắn số, tần phi vẫn cảm thấy như là đang nằm mơ Cả người đều nhẹ nhàng bay bổng. Tiền này tới cũng quá dễ dàng một ít, giống như là bánh từ trên trời rơi xuống nhưng rất nhanh hắn liền định thần hắn biết tài phú đại môn đã hướng hắn mở rộng có thần bí truyền thừa nơi tay tiền trong tay hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều điểm ấy không tính là gì nghĩ tới đây hắn bắt xe thẳng đến ổ nhỏ mình thuê ở thôn thành trung phòng ở là sân nhỏ một phòng ngủ một phòng khách còn có một mảnh đất trồng rau ngày thường rảnh rỗi không có việc gì hắn còn có thể trồng chút rau dưa hữu cơ khoan thai tự đắc ở thành phố An Hải loại này quốc tế hóa trong đô thị lớn, có thể có như vậy dừng chân điều kiện, Tần Phi cảm giác rất hài lòng. Hơn nữa tiền thuê nhà cũng không đắt, một tháng mới 500 đồng. Tần Phi ca ca, hôm nay có món đồ chơi nào thú vị không? Bỗng nhiên, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài từ cửa thò đầu ra, dí giọng hỏi. Hôm nay vận khí không tốt, không nhận được thứ gì tốt, bất quá tôi có kẹo que. Nói xong Tần Phi tự như ảo thuật, từ phía sau cầm hai cây kẹo que đi ra. Cảm ơn ca ca. Nhận lấy kẹo, cô bé lộ ra nụ cười hạnh phúc. Không có việc gì, chờ ngày mai ca ca mua cho ngươi chút đồ chơi mới. Sờ sờ đầu tiểu cô nương, trên mặt Tần Phi cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cô bé tên là Lục Tư Tư, là người thuê nhà bên cạnh, đừng thấy mới 6 tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện, chỉ tiếc mạng cô bé không tốt, cha thích đánh bạc, bởi vì thiếu nợ nặng lãi mấy năm trước cũng đã bị đưa vào mẫu thân nàng trong cơn tức giận trực tiếp để cho nữ nhi theo họ nàng nhưng mẹ đơn thân chăm con nào có dễ dàng như vậy một bên phải kiếm tiền nhưng một bên con lại gặp phải vấn đề không người đưa đón may mà tiểu tư tư hiểu chuyện mỗi lần đều tự mình đi học sau đó ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ trở về nhìn nàng trong lòng tần phi vô cùng thương tiếc đúng là một đứa trẻ số khổ mẹ còn chưa tan ca sao Tần Phi hỏi: "Buổi sáng lúc mẹ đi nói hôm nay có thể mẹ sẽ về muộn một chút, con. Con có thể ở chỗ mẹ chơi một chút không? Con hơi sợ bóng tối." Tiểu Tư Tư cúi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi: "Vào đi, em muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu, anh đi nấu cơm cho em." "Cảm ơn ca ca." Nói xong Tiểu Tư Tư vội vàng đi vào, sau đó vui vẻ nhảy tới nhảy lui trong sân. Sau bữa cơm chiều, đại khái hơn 9 giờ, một người mặc váy ống màu đen cao gầy nữ tử lúc này mới đi tới tầng phi cửa nhà. Cô chính là mẹ của tiểu tư tư, lục tuyết tình. Bởi vì trường kỳ mệt nhọc, nàng thoạt nhìn so với người bình thường muốn tiều tụy không ít, vốn so với tầng phi lớn hơn không được mấy tuổi nàng, thoạt nhìn giống như là một cái chừng 30 tuổi người. Nhưng dù vậy, phong vận trên người nàng cũng không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh. Đích xác rất đẹp, tần phi có đôi khi đều ở trong lòng mắng nam nhân của nàng không phải thứ gì cưới một lão bà xinh đẹp như vậy còn ở bên ngoài làm bậy quả thực là thân ở trong phúc không biết phúc tiểu tư tư chúng ta nên về nhà thôi cô ở cửa khẽ gọi một tiếng tư tư vừa mới chơi mệt đã ngủ rồi lúc này tần phi từ trong phòng đi ra nói xuyên qua đèn đường lờ mờ hắn có thể nhìn thấy trên mặt lục tuyết tình ửng hồng buổi tối hẳn là uống không ít rượu tăng thêm vài phần mị lực tiểu phi cảm ơn cậu lại gây thêm phiền toái cho anh rồi lục tuyết thanh cúi đầu nói không có việc gì tiểu tư tư đáng yêu như vậy sao có thể nói là thêm phiền toái em ước gì ngày nào nó cũng đến chỗ em chơi nói xong tần phi nhạy bén nhìn thấy trên má trái lục tuyết tình có dấu bàn tay rõ ràng chị tuyết tình là ai đánh chị tần phi ánh mắt lộ ra nguy hiểm đám cặn bã này, người ta một mình chăm con đã đủ vất vả rồi, lại còn đánh người, quả thực không phải người. Không. Không có việc gì. Ánh mắt lục tuyết tình có chút né tránh, sau đó mới nói. Xin giúp tôi bế tư tư ra. Nếu thật sự gặp phải phiền toái gì không giải quyết được, người nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Lục tuyết tình không muốn nói, tần phi cũng thức thời không hỏi nhiều, mà xoay người trở về phòng ông tiểu tư tư ra hôm nay cảm ơn anh cuối tháng phát lương tôi mời anh ăn cơm nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn lục tuyết tình ông tiểu tư tư vào tiểu viện bên cạnh về đến nhà ngồi ở trên giường tần phi không có ngủ mà là từ trong đầu mình lấy ra ban ngày lấy được truyền thừa công pháp ngưng khí quyết hắn sở dĩ có thể dùng ngân châm phong huyệt phương thức ngăn chặn lâm chính hải xuất huyết nhiều không chỉ là dựa vào trung y thuật quan trọng hơn là phối hợp trong cơ thể chân khí xoa bóp cũng là như thế cho nên tác dụng của chân khí hiển nhiên là ý kiến hơn nữa chân khí có thể cường hóa thân thể làm cho người ta có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi ban ngày hắn chính là bởi vì chân khí cường hóa qua thân thể cho nên mới có thể dễ dàng đối phó cái kia hai sát thủ dựa theo miêu tả trong truyền thừa tu luyện tổng cộng chia làm tụ khí kỳ ngưng thần tiên thiên cảnh mỗi cảnh giới lại chia làm sơ trung hậu kỳ hắn hiện tại ngay cả tụ khí sơ kỳ cũng không đạt tới liền có thể đánh gục sát thủ nếu là tiến thêm một bước chẳng phải là vô địch thiên hạ nghĩ tới đây tần phi liền không nhịn được hưng phấn hắn khẩn cấp vận chuyển ngưng khí quyết từng đạo khí thể màu trắng mắt thường không thể thấy được từ huyệt bách hội rót vào chậm rãi lưu thông tới tứ chi bách hài làm người ta sảng khoái không thôi cái loại cảm giác này giống như mặt trời mùa đông cả người đều ấm áp rất nhanh tần phi liền không tự chủ được trầm mê trong đó, quên mất thời gian trôi qua. Mà lúc này, trong một biệt thự cao cấp ở thành phố An Hải. Gia chủ, nhiệm vụ ám sát thất bại rồi. Một hắc y nhân nửa quỳ trước mặt một lão nhân tóc hoa râm, hoảng sợ nói. Chuẩn bị đầy đủ như vậy, làm sao có thể thất bại, tóc hoa râm người tên là Lý Hằng, là An Hải thành phố Lý thị tập đoàn chủ tịch. Trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ ái ố nhưng càng là như thế, quỳ trên mặt đất người lại càng sợ hãi. Vốn kế hoạch đã thành công, nhưng nửa đường không biết từ nơi nào giết ra một người trẻ tuổi, là hắn cứu Lâm Chính Hải. Hả? Lý Hằng nghi hoặc nhìn hắc y nhân một cái, nói. Ngay cả sát thủ chuyên nghiệp cũng không làm gì được hắn. Theo tin tức truyền về, người này trời sinh thần lực, lúc này mới dẫn đến thất bại. Nói xong hắn lấy ra một tờ giấy A4, nói đây là toàn bộ tư liệu của hắn. Tần Phi, 24 tuổi. Khi còn nhỏ cha mất tích, dựa vào mẹ nuôi lớn, học ở trường trung học nhỏ trực thuộc Đại học An Hải, Đại học An Hải. Sau khi tốt nghiệp vào công ty Thịnh Thiên, hai tháng sau bị sa thải. Đọc xong, bỗng nhiên Lý Hằng ném tờ giấy lên đầu đối phương, giận dữ nói. Đây là tin tức các ngươi tìm hiểu trở về. Một đám thùng cơm. Một người bình thường làm sao có thể ứng phó với hai sát thủ, tư liệu hiển nhiên là giả. Cho người đến địa chỉ của hắn thăm dò thực hư. Nhớ kỹ, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiểu rồi. Quỳ trên mặt đất sợ tới mức gần như là vừa lăn vừa bò rời khỏi biệt thự. Đợi hắn vừa đi, Lý Hằng lúc này mới vẽ mặt âm trầm ngồi trên sofa da thật. Vì giết chết đối thủ cũ, hắn trù tính đã lâu, để đảm bảo... Hắn thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn mời hai sát thủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại bị một tiểu tử vô danh phá hư. Nếu như tần phi trải qua thật như trên tư liệu viết đơn giản như vậy, hắn không ngại đưa hắn về Tây. Thần lực trời sinh thì sao? Đối mặt với súng ống, cũng phải chết. Chương 08. Đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Ngày hôm sau sáng sớm tần phi liền tỉnh lại mặc dù cả đêm không ngủ nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào ngược lại còn toàn thân là sức lực trong truyền thừa có một bộ chiêu thức tên là bá quyền chiêu thức này phối hợp chân khí có thể đem sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất bởi vì cái gọi là ngựa tốt phối yên tốt hắn không có lý do gì không học chẳng qua là một người mới học hắn mất một phen sức lực thật lớn mới mò được môn đạo mà lúc này mặt trời đã lên cao. Lục tuyết tình bên cạnh đã thu dọn xong bản thân, chuẩn bị đi làm. Tần phi ca ca, em đi học đây, bi bi. Ngoài cửa, tiểu tư tư thông minh quỷ quái phất phất tay với tần phi. Bái bai, buổi tối gặp. Tần phi mỉm cười nói. Cảm ơn anh tối qua. Lúc này lục tuyết tình cũng lên tiếng. Không có gì, việc nhỏ một việc mà thôi. Tần phi khoát tay áo. Như vậy đi, không cần đợi cuối tháng, buổi tối em đến nhà anh, anh nấu cơm cho em ăn. Lục tuyết tình nói. Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Phi nhếch miệng nở nụ cười. Tài nấu nướng của lục tuyết tình không tệ, có thể so với đầu bếp lớn của khách sạn, lần trước đến nhà bọn họ ăn cơm, đó là hai tháng trước, ngẫm lại thật sự khiến người ta hoài niệm. Chờ mẹ con bọn họ hai người vừa đi, Tần Phi cũng về nhà rửa mặt một phen, hắn hôm nay muốn đi an hải thị trường dược liệu lớn nhất đi dạo dựa vào hấp thu thiên địa linh khí hắn đích xác có thể trở nên mạnh mẽ nhưng tốc độ này quá chậm cũng không biết khi nào mới có thể đột phá đến tụ khí sơ kỳ mà một số dược liệu cao niên ẩn chứa linh khí nồng đậm nếu có thể ăn vào có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện anh ấy muốn thử vận may của mình đón xe đi tới chợ dược liệu cách thật xa tầng phi liền ngửi thấy một mùi thuốc nhìn về phía trước chỉ thấy người mua dược liệu cùng người khám bệnh nối liền không dứt tràn diện náo nhiệt phi phàm anh đẹp trai mua thuốc không lúc này một nam tử gầy gò vọt tới nháy mắt ra hiệu nói với tần phi có thứ gì tốt tần phi nghiêng đầu hỏi đương nhiên là có người đàn ông gầy gò cười hắc hắc sau đó hắn xốc áo khoác của mình lên nhìn xem cô muốn cái gì ánh mắt vừa nhìn chỉ thấy hắn trong áo khoác may không biết bao nhiêu cái túi bên trong chứa đủ loại tạp thất tạp bát đồ vật thậm chí tần phi còn thấy được trên một cái bình viết tráng nam thủy này mẹ nó quả thực thịt bò không đúng miệng ngựa cúc 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 không kiên nhẫn phất phất tay tần phi không nghĩ tới người bán loại vật này lại còn nhắm trúng mình chẳng lẽ mình thoạt nhìn không có khí dương cương mà nam nhân nên có sao thật là xui xẻo không mua thì không mua mắng chửi người làm gì. Miệng lầm bầm hai câu, gầy gò nam tử cũng không có tiếp tục cuốn quyết lấy tần phi, mà là đi dây dưa vị tiếp theo khách nhân. Vị mảnh nam này, mua thuốc sao? Thông qua cửa vào chợ thuốc đông y, tần phi trực tiếp đi tới những cửa hàng dược liệu cố định. Nhưng sau khi đi một vòng, hắn thất vọng. Hắn căn bản là không nhìn thấy một gốc cây niên đại cao dược liệu, chớ nói 10 năm, liền ngay cả 5 năm đều không có ngay tại tầng phi thất vọng chuẩn bị rời đi chợ thời điểm bỗng nhiên một nhà cửa hàng cửa lão nông hấp dẫn hắn trong ánh mắt của hắn hắn có thể nhìn thấy trên người lão nhân hiện ra một tầng quan mang màu xanh biếc đó là linh khí nồng đậm biến thành thân thể chấn động hắn bước nhanh đi tới giờ phút này vị lão nông này đang ở một cái cửa hàng thuốc đông y bên trong chào hàng chính mình mang đến bảo bối lão bản các ngươi nơi này thu dược liệu sao thu bất quá phải xem ngươi bán cụ thể là cái gì. Tiểu nhị hiệu thuốc liếc đối phương một cái, khinh thường nói. Là bảo bối ta đào được ở trong núi. Nói xong lão nông chậm rãi cởi bỏ túi vải mình mang đến, bên trong là một cây nhân sâm dính bùn đất. Xem ra mới khai cuộc được không lâu. Nhìn thấy đồ vật bên trong, tiểu nhị thân thể chấn động, lập tức tinh thần lên, nhưng rất nhanh hắn lại phản ứng lại, khinh thường nói. Lão nhân gia, thứ này vừa nhìn chính là trồng, ta chỉ có thể ra hai ngàn khối. cái gì? hai ngàn đồng. nghe nói như thế, lão nông kinh hô một tiếng, vội vàng đem đồ vật thu vào, nói: không có khả năng. căn cứ kinh nghiệm của ta, nhân sâm này ít nhất có năm mươi năm, quá tiện nghi, ta không thể bán. được, để tình ngươi đáng thương như vậy phân thượng, ta ra hai vạn, như vậy ngươi tổng hài lòng đi. không được không được, quá trẻ lão nhân tiếp tục lắc đầu thật không bán sao tiểu nhị lạnh mặt quát khẽ không bán tôi đi đây nói xong lão nông xoay người muốn đi nhưng tiểu nhị hiệu thuốc này động tác nhanh hơn hắn trực tiếp chắn ở trước mặt đối phương hét lớn bắt trộm a tên trộm ở đâu nghe vậy những tiểu nhị khác trong tiệm lập tức vây quanh vây kín lối ra lão già kia trộm đồ trong tiệm của chúng ta Ngươi vậy mà còn muốn đi? Còn không mau buông đồ trong tay xuống. Ngươi, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Thấy một màn như vậy, lão nông tức giận đến thân thể đều run rẩy. Hắn không nghĩ tới những người này lại đổi trắng thay đen, vu hãm hắn trọng đồ. Bớt nói nhảm đi, đưa người vào kho rồi nói sau. Nói xong mấy người xô đẩy lão nông liên tiếp lui về phía sau, xem ra là thật sự định xuống tay với đồ vật trong tay lão nông lão nông thế đơn lực bạc cộng thêm tuổi tác đã cao còn chưa lui hai bước hắn lập tức ngã ngồi dưới đất bất quá đôi tay đầy vết chai kia của hắn lại gắt gao che chở đồ vật trong tay lão lệ tung hoành hắn bất quá là muốn cầm đồ trong tay đổi lấy tiền trở về bồi bổ thân thể cho bạn già lại không nghĩ tới đụng phải một đám vô lại này khóc mấy cái còn không mau đem đồ tới cho ta một người trong đó vương tay cướp đoạt đồ vật trong tay lão nhân ngang ngược đến cực điểm Thấy một màn như vậy, tầng phi sắc mặt cũng chợt biến lạnh, hắn không nghĩ tới dưới trời xanh mây trắng, lại còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Không hề nghĩ ngợi, hắn trực tiếp cất bước đi vào trong tiệm thuốc. Dừng tay. Chương không chính. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý, cũng bao gồm vị kia vu hãm lão nông tiểu nhị. Ngươi ồn ào cái gì, thể hiện giọng mình lớn sao hắn hướng về phía tần phi châm biếm nói khi dễ lão nhân gia thì có bản lĩnh gì có bản lĩnh thì đi về phía ta tần phi chính nghĩa nghiêm nghị quát to chết tiệt ngươi tính cái gì dám xen vào việc của ta tiểu nhị mắng ta là cha ngươi nói xong tần phi vung tay chính là một cái tác ngay sau đó lại là ba quyền hai cước đem mấy tiểu nhị khác thả ngã xuống đất sau đó mới đi tới trước mặt vị lão nông kia đại gia ngài yên tâm tất cả những gì vừa xảy ra ta đều chứng kiến âm mưu của bọn họ sẽ không thực hiện được cảm ơn cảm ơn nghe được tần phi nói lão nông nhất thời kích động vô cùng đối với hắn mà nói đồ vật trong tay có thể tương đương với mạng của mình vạn lần không thể bị người cho cướp đi mẹ nó dám xen vào việc của lão tử ta thương mại phế ngươi ngay tại thời điểm Tần Phi cùng lão nông nói chuyện, lúc trước vị tiểu nhị bị đánh kia thẹn quá hóa giận dùng nắm đấm đập vào óc Tần Phi. Nhưng Tần Phi phản ứng nhanh hơn, hắn quay đầu lại liền lấy tay bắt được nắm đấm của đối phương, hơn nữa hơi dùng sức. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cổ tay đối phương lệch vị trí. Cửa hàng lớn hiếp khách coi như xong, không nghĩ tới còn có thể làm ra chuyện bẩn thiểu bậc này. Quả nhiên là làm người ta mở mang kiến thức. Nói xong Tần Phi đẩy mạnh, lập tức đối phương lão đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó trong miệng mới phát ra tiếng kêu thảm thiết như dết heo. Lão nhân gia, nơi này có 10 vạn, xem như ta mua nhân sâm, cầm tiền đi thôi. Đem chính mình sớm chuẩn bị dùng để mua dược liệu tiền lấy ra, tần phi trực tiếp giao cho lão nhân trong tay. Tiểu tử, ngươi thật sự là người tốt. Cầm tiền, lão nhân làm bộ liền muốn cho hắn quỳ xuống, dù sao không có tần phi lời nói, hắn không chỉ có không chiếm được tiền, khả năng ngay cả đồ vật cũng không giữ được cho nên cái này ân tình quá lớn bất quá tần phi nhanh tay lẹ mắt lập tức giữ chặt hắn nói đừng nói nhiều như vậy lấy tiền đi đi bằng không bọn họ một hồi có thể sẽ không cho ngươi đi được 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 nghe vậy lão nhân phản ứng lại vội vàng đem nhân sâm giao cho tần phi rời khỏi cửa hàng dược liệu tiểu tử dám đánh ta ngươi xong rồi lão nhân vừa đi tiểu nhị ngã trên mặt đất lập tức uy hiếp. Ồ, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình cảnh của mình a. À. Nói xong Tần Phi một tay sách đối phương lên, nói. Ta làm sao xong? Là chơi như vậy sao? Tần Phi một quyền nện vào bụng hắn. Nôn. Tần Phi khí lực không phải đối phương có thể ngăn cản, trong lúc nhất thời hắn nôn khang không ngừng, cảm thấy ruột đều muốn bị cắt đứt. Liên thuần phát nông dân đều lừa gạt, ngươi loại này hát tâm can, coi như bị đánh chết đều là đáng tội. Tần Phi đem hắn quăng bay ra ngoài, cuối cùng ngã vào trong một đống dược liệu, thống khổ kêu thảm. Ông chủ, chính là tiểu tử này gây sự. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người trung niên mang theo một đám người từ bên ngoài hùng hổ vọt vào. Hắn là chủ tiệm thuốc này. Dám gây sự trong tiệm của tôi, thật sự là ngại mạng dài. Trung niên vung tay lên, lập tức mười mấy người hắn mang đến toàn bộ vây quanh chờ một chút. Trước khi động thủ ngươi không hỏi tình huống cụ thể trước sau. Tần Phi mở miệng hỏi. Chờ đánh gãy một tay của ngươi rồi hỏi tiếp đi. Lên. Ông chủ trung niên uống lạnh. Xem ra hôm nay ta không được hiệp trượng nghĩa cũng không được. Đối phương rất không nói đạo lý, vậy Tần Phi cũng không cần cùng bọn họ khách khí, không phải là xem nắm đấm của ai cứng hơn sao. Cha, hắn làm gãy một tay của con, con muốn hắn chết lúc này tiểu nhị bị tần phi đánh gãy cổ tay hét lớn sắc mặt của hắn thập phần dữ tợn lợi khí thâm nặng cái gì nghe vậy sắc mặt ông chủ trung niên đại biến tức giận ngút trời phải biết rằng hắn chỉ có một đứa con trai bảo bối như vậy ngày thường không nở đánh không nở mắng nhưng hiện tại tay của hắn lại bị người đánh gãy hắn làm sao có thể không giận không cần chặt tay hắn trực tiếp lấy máu lão bản trung niên xuyên tim khóc huyết lệ quát lên quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn a nghe vậy tần phi chỉ cười lạnh một tiếng cũng không sợ hãi ngay cả sát thủ hắn cũng có thể phế bỏ huống chi những người bình thường này lão lưu nơi này đã xảy ra chuyện gì cần ngươi gây chiến lớn như thế lúc này bỗng nhiên trước cửa tiệm xuất hiện một người để râu dài bộ dáng tiên phong đạo cốt trịnh thần y ngài trước dựa vào một bên đứng chờ ta thu thập tên hỗn đảng này lại nói trung niên lão bản chỉ vào tần phi tức giận mắng chờ một chút nhìn tần phi không đúng hẳn là nhìn giả sơn sâm cầm trong tay tần phi trịnh tường hoa hai mắt tỏa sáng vội vàng bước nhanh chen vào tiểu huynh đệ nhân sâm này ngươi bán sao hắn chỉ vào đồ vật trong tay tần phi thoạt nhìn có chút kích động không bán Tần Phi trực tiếp xoay người đem Giả Sơn Tham Thu lại. Ta nguyện bỏ ra 80 vạn, kính xin tiểu huynh để có thể bỏ đi thứ yêu thích. Nghe được Trịnh Tường Hoa ra giá, mọi người ở đây đều không nhìn được khiếp sâu một hơi. Đặc biệt là tiểu nhị bị Tần Phi đánh gãy tay kia càng trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Lúc trước hắn cảm thấy thứ này đỉnh thiên bán cái 50 vạn, cũng không nghĩ tới Trịnh Tường Hoa ra giá chính là 80 vạn, nhiều lắm đi. Ta nói không bán lão nhân ngươi có phiền hay không a à, tần phi nhíu mày tiểu huynh đệ thật không giấu giếm ta mua vật này cũng chỉ là vì cứu một người nếu ngài giá thấp ta có thể ra một trăm vạn ý của ngươi thế nào trịnh tường hoa cười khổ một tiếng nói trịnh lão ngươi không nên bị hắn lừa gạt thứ này là hắn vừa mới bỏ ra mười vạn mua được ta tận mắt chứng kiến con trai ông chủ thật sự nhìn không nổi nữa rít gào nói một trăm vạn a à, nếu là không có tần phi từ bên trong làm khó dễ vậy số tiền này liền thuộc về hắn nghĩ đến đây trái tim của hắn đều đang giật mạnh lão tiên sinh tâm tình muốn cứu người ta có thể hiểu được nhưng vật này đối với ta mà nói cũng có tác dụng lớn ta không muốn bán trầm ngâm một lát sau tần phi vẫn là không muốn đem vật này bán đi hiện tại hắn cũng không phải thiếu tiền người thật vất vả mới gặp được cực phẩm đương nhiên muốn giữ lại chính mình hưởng dụng không muốn bán nói rõ vẫn có thể bán ngươi còn có điều kiện gì đều có thể nói ra cho ta nghe một chút nói không chừng trịnh tường hoa hăng hái rất có xu thế không mua được thì không bỏ qua nhưng tần phi lại dùng lời cắt đứt hắn nói đầu tiên ta không thiếu tiền hơn nữa ta cũng không có ý định đem thứ này bán ngươi liền chết cái tâm này đi nghe nói như thế trịnh tường hoa nhất thời lộ ra vẻ thất vọng hắn không nghĩ tới tầng phi dầu muối không vào như vậy. Phải biết rằng hắn tìm kiếm giả sơn sâm lâu năm không phải ngày một ngày hai, hiện tại đồ vật ngay tại trước mặt, nhưng người ta lại không bán, không có thứ này, lão bằng hữu của hắn sợ rằng mệnh không còn lâu nữa rồi. Ai? Thở dài một tiếng, trịnh tường hoa buông tha. Có lẽ mạng bạn cũ nên như thế đi. Lưu lão bản, đem những dược liệu khác ta cần tới đi. Hắn xoay người nói với lão bản trung niên được, đồ đã sớm chuẩn bị xong cho ngài, tôi lập tức lấy cho ngài. Nói xong lão bản trung niên đem mấy loại dược liệu mang lên. Ngươi cầm mấy thứ này để kéo dài tính mạng cho người ta. Ngay khi Trịnh Tường Hoa chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Tần Phi nói một câu khiến hắn cứng rắn dừng bước. Chương 10. Lăn ra con đường này. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cậu cũng học trung y. Vừa quay đầu lại, Trịnh Tường Hoa dùng ngữ khí kinh ngạc hỏi. Rất kỳ quái sao? Tần Phi hỏi ngược lại. Không kỳ quái, chỉ là tuổi của ngươi. Trịnh Tường Hoa muốn nói lại thôi. Quả thực đánh rắm. Người ta học đông y thành công, có ai không phải râu bạc một nắm một bó lớn. Chỉ có cậu học trung y, tôi thấy sợ là lông còn chưa mọc đủ. Con trai của ông chủ tiếp lời ông ta còn chưa nói xong. Bốp nhưng hắn nhai bậy nhai bà cái giá phải trả chính là bị tần phi quăng hắn một cái tác, đánh cho hắn tại chỗ vòng vo vài vòng, đầu óc đều hôn mê. Miệng thối như vậy, nên đi khoa khoan miệng xem một chút. Tần phi thản nhiên nói. Ngươi! Ngươi còn dám đánh ta? Che mặt, con trai ông chủ trận tròn mắt. Trước mặt cha hắn cùng với nhiều tay chân như vậy, Tần Phi còn dám động thủ, cái này đã không đủ để dùng hai chữ cùng vọng để hình dung hắn quả thực là to gan lớn mật muốn chết một bên ông chủ tự nhiên cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình con trai bị đánh ngọn núi lửa trong lòng cơ hồ là trong nháy mắt liền bộc phát lên đánh chết đánh tàn phế ta phụ trách hắn lên tiếng hô to ông chủ lưu tôi vẫn còn ở đây có chuyện gì không thể chờ ta nói xong rồi nói sau lúc này trịnh tường hoa dậm chân nhíu mày nói Tần Phi có thế chuẩn xác nói ra hắn mua những dược liệu này tác dụng, cái này đủ để thấy hắn y thuật có trình độ, lại không có bắt được trăm năm giả nhân xâm dưới tình huống, hắn thật đúng là muốn nghe một chút Tần Phi kiến giải. Cho nên hắn làm sao có thể cho phép nhiều người vây đánh Tần Phi như vậy? Đánh hỏng thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, Tần Phi tuổi còn quá nhỏ, coi như học qua trung y, sợ cũng là chỉ biết cái da lông hắn hiện tại hoàn toàn chính là ông một loại ý nghĩ thà tin có hay không tin không dù sao nghe một chút cũng không thiệt thòi trịnh thần y tên này vừa nhìn đã biết là lừa đảo ngàn vạn lần không thể mắc mưu hắn lão bản nóng nảy hét lớn đúng vậy lời của hắn quyết không thể tin con trai ông chủ cũng phụ họa ngươi trẻ tuổi vừa mới ngươi có thể nói ra ta cầm những dược liệu này tác dụng xin hỏi ngươi có cái gì cao kiến không để ý tới phụ tử này, trịnh tường hoa nhìn về phía tần phi. theo ta thấy, kéo dài tính mạng thuần túy là lãng phí tiền, còn không bằng một lần trị tận gốc. muốn kéo dài mạng sống, phải phục dụng các loại dược liệu cao niên, mà những bảo bối này đều là dùng một gốc cây thiếu một gốc cây, bọn họ không đau lòng, tần phi cũng thay bọn họ đau lòng a. À. ý của ngươi là, ngươi có thể trị. trịnh tường hoa bị lời nói của tần phi cả kinh hít vào một hơi khí lạnh chỉ cần còn có một hơi thở hẳn là không có vấn đề gì quá lớn đi nghĩ nghĩ tần phi nói ha 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 đi lão hủ mời ngươi ra tay một lần nghe được tần phi nói trịnh tường hoa giống như là người chết đuối bắt được cộng rơm cứu mạng đưa tay muốn tới bắt tần phi nhưng tần phi nghiêng người tránh đi tôi chỉ nói tôi có thể chữa nhưng không nói tôi nhất định phải giúp anh yên tâm ta sẽ không để ngươi ra tay vô ích có gì cần cứ nói với ta. Trịnh tường hoa thập phần rộng lượng nói. Vậy ngươi có dược liệu cao cấp hay không? Bất luận chủng loại. Tần phi dương dơ nhân sâm dại trong tay lên. Loại cực phẩm trong tay ngươi khẳng định là không có, nhưng cũng có mấy gốc vượt qua 50 năm. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, hơn nữa chữa khỏi, những thứ kia đều là của ngươi. Vậy được, thành giao. Dược liệu cao niên tần phi ở chỗ này vòng vo lâu như vậy mới lấy được một gốc cây, nếu như trịnh tường hoa có, vậy tự nhiên là tốt nhất. Cho nên hắn đáp ứng xuống. Lão bằng hữu của ta bệnh nguy kịch, chúng ta đi thôi. Trịnh tường hoa là một phút cũng không muốn trì hoãn, mà một bên, cửa hàng lão bản đám người đều trợn trong mắt. Ai cũng không nghĩ tới Tần Phi trong nháy mắt trở thành khách quý của trịnh tường hoa. Nếu quả thật là như vậy, cho bọn họ mười lá gan cũng không dám làm gì Tần Phi a. À. Chờ một chút. Lúc này Tần Phi gọi Trịnh Tường Hoa lại, nói: trước khi đi ta còn phải xử lý một việc nhỏ. Nói xong hắn lạnh lùng quét người trong cửa hàng liếc mắt một cái, đối với Trịnh Tường Hoa nói: những người này ý vào cửa hàng lớn khi dễ khách, còn làm ra ép mua ép bán buôn bán, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Có loại chuyện này. Nghe nói như thế trên mặt Trịnh Tường Hoa lộ ra một tia âm u phải biết rằng hắn có thể chọn nơi này trường kỳ mua dược liệu đó chính là nhìn trúng nhà bọn họ thành tính nhưng bây giờ xem ra sự tình có chút không đúng a à. không chỉ có có người ta không bán này cẩu vật còn đánh người khác một trận Tần Phi chỉ chỉ con trai ông chủ sau đó đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần quả thực hỗn đảng. nghe Tần Phi miêu tả xong Trịnh Tường Hoa giận tím mặt họ lưu, ngươi quả nhiên là to gan, không chỉ dung túng nhi tử làm sằng làm bậy, hiện tại ngươi còn muốn vây đánh người tốt, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Ta. Ông chủ cửa hàng bị trịnh tường hoa nói vẻ mặt quỷ khuất, hắn căn bản cũng không biết lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ xuất phát từ bản năng yêu thương của một người cha đối với con trai, cho nên mới vừa lên đã muốn đánh người. Nếu như hắn biết nội tình, chỉ sợ cũng không dám làm càng như thế. Nghĩ tới đây, hắn hung hăng trừng mắt nhi tử nhà mình một cái, cười làm lành nói với Tần Phi. Tiểu tử, ta thừa nhận chuyện hôm nay là chúng ta không đúng. Ở đây tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi ngài. Dừng lại. Lúc này Tần Phi giơ tay lên, cười lạnh nói. Con trai ngươi miệng là mong sao? Nghe vậy ông chủ một cước đá vào trên người con trai mình, quá khẽ. Thằng nhóc con, còn không mau xin lỗi người ta. Đúng, không đúng. Mặc dù xé tan tâm Tần Phi, nhưng Trịnh Tường Hoa giúp đỡ Tần Phi ra mặt, hắn không thể không đánh nát hàm răng nuốt vào trong bụng. Một màn này giống như lúc trước Tần Phi dùng vũ lực bức bách hắn xin lỗi lão nông. Thật sự là một câu xin lỗi không hề có thành ý, ta xem ngươi hiện tại ước gì giết chết ta đi. Tần Phi quét mắt nhìn đối phương một cái, bình thản nói. Ngươi đừng được voi đòi tiên quá. Con trai ông chủ nổi giận được rồi cũng đừng ép người ta xin lỗi theo ta thấy loại cửa hàng lòng già hiểm độc này không nên tồn tại lúc này trịnh tường hoa bỗng nhiên tiến lên một bước đối với cửa hàng lão bản nói ta tuyên bố từ hôm nay trở đi gỡ bỏ nhà các ngươi chiêu bài các ngươi không xứng ở con phố này bán thuốc cái cái gì ông chủ cửa hàng vẻ mặt không thể tin khó có thể tưởng tượng trịnh tường hoa cũng bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà đẩy bọn họ vào chỗ chết Lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta bảo các ngươi cút ra khỏi con phố này." Trịnh Tường Hoa cố ý cao giọng nói. "Dựa vào cái gì?" Con trai ông chủ nhảy dựng lên. "Hừ, chỉ bằng ta là An Hải thành phố Trung y dược hiệp hội hội trưởng, này chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Tất cả việc kinh doanh thuốc đông y trong phạm vi thành phố An Hải đều phải được hiệp hội Trung y dược gật đầu tán thành, cho nên Trịnh Tường Hoa thật sự có bản lĩnh này trịnh thần y chúng ta có thể cho vị tiểu ca này bồi thường chút tiền nếu không ngài xem việc này coi như xong lúc này ông chủ cửa hàng không lưng nói với trịnh tường hoa cửa hàng dược liệu mỗi năm có thể mang đến cho gia đình họ hàng triệu lợi nhuận thuần túy có thể nói như vậy có cửa hàng ở đây nhà bọn họ chẳng khác nào có một cây rụng tiền cho nên không đến vạn bất đắc dĩ hắn tự nhiên không muốn đóng cửa nào biết trịnh tường hoa thái độ kiên quyết nói trong mắt ta không chấp nhận các, các ngươi đã muốn kiếm tiền lòng dạ hiểm độc, vậy rời khỏi nơi này, rời khỏi An Hải, đi địa phương khác. Ở đây tôi không chào đón các anh. Trịnh Tường Hoa, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ông chủ cửa hàng đứng thẳng lưng từng chút một. Trong mắt nhảy lên ý điên cuồng. Đó là tự nhiên, hạng các ngươi trong vòng ba ngày dọn đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong Trịnh Tường Hoa xoay người liền mang theo Tần Phi rời khỏi nơi này. "Cha, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tần Phi hai người vừa đi, hai cha con lập tức tiến lại gần nhau. Đoạn Nhân tài lộ giống như giết người cha mẹ, nếu bọn họ không cho chúng ta sống, vậy ai cũng đừng nghĩ sống tốt. Cửa hàng lão bản giờ phút này thần sắc giữ tận dọa người, hắn trực tiếp gọi tới hắn mang đến một đám người này, nói: "Các ngươi đi giúp ta đem này một già một trẻ phế đi." Cái này. Lời nói của ông làm náo loạn cả nhà, nhưng không một ai bước ra. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không dám. Trình tường hoa có được y thuật cao siêu, nhân mạch càng rộng dọa người. Dám động đến hắn. Trừ phi là chán sống. Như thế nào? Đều sợ. Ông chủ cửa hàng tức giận mắng. Ngày thường không phải ai cũng không sợ trời không sợ đất sao. Tức giận mắng xong, hắn cũng chậm rãi trở về bình tĩnh hắn biết mọi người đang cố kỵ cái gì như vậy ta cũng không làm khó các ngươi chỉ cần nguyện ý đi ta mỗi người cho mười vạn chính mình lập tức muốn bị đuổi ra an hải cơn tức này hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nuốt không trôi cho nên hắn muốn tận phi hai người trả giá thật lớn lời này là thật sao trọng lợi hấp dẫn có người nhìn không được nói chuyện chỉ cần có thể phế đi bọn họ một tay cùng một chân ta lập tức cho các ngươi tiền. Được, ta lập tức đi xử lý bọn họ. Còn có ta. Lục tục có bảy tám người đứng ra. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, bọn họ là sợ hãi trịnh tường hoa thân phận không tệ, nhưng nếu là có mười vạn khối có thể lấy, chờ phế đi hai người kia về sau, bọn họ hoàn toàn lấy tiền có thể đến địa phương khác đi sinh hoạt. Trời đất bao la, ai có thể tìm được bọn họ? Được. Đi theo tôi lấy tiền.